Cho môn vào nha. Mến chào cô chú anh chị và các bạn, xin chào cả nhà. Xin chào ông bà cô bác. Xin chào ông bà tứ. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục ra đồng để mà hái những cái nguyên liệu sẵn có để mình về mình chế biến cái món ăn trong gia đình của mình ngày hôm nay. Thì như cả nhà thấy phía sau mình đó là bụi mung đúng. Hôm trước mình có bắt ốc ở đây đó cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ ra mình cắt cái mung đúng này để về mình sẽ nấu một cái món ăn. Đó là món ớt xào mung đúng nha. Mung đúng này bữa nay nó rất là to luôn, cả cọng nào cũng thấy nó bự quá cả nhà ơi. Mình mà hái thêm cọng nữa là có thể đủ ăn rồi đó. Mung này nó tự mọc nha, mình không có trồng luôn á, có nước là nó mọc lên nó lớn tới giờ luôn, nó nở ra thêm không á. Ba cọng là đủ ăn rồi, trên trên. Sẽ tiến hành mình bào cái phần vỏ của cái mung đúng này ra nha cả nhà. Mình sẽ cắt khúc nó ra rồi mình bào phần vỏ này ra, phần vỏ này mình bỏ nè. Mình có thể tước hoặc là mình dùng cái bàn bào mỏng thì mình bào cho nó nhanh nha cả nhà. Mung này là mung đúng hay còn gọi là mung ngọt á nha mọi người. Cái loại mung này chúng ta ăn vô nó không có hăng giống như bạc hà mà nó rất là ngọt luôn. Cái hậu của cái món ăn á, ngọt lắm, nó mềm. Làm được cũng nhiều món lắm, mình có thể nấu chua cũng được, nấu canh cũng được. Bây giờ thì sau khi mình cắt khúc mình bào cái phần vỏ ngay xong rồi nè, mình sẽ xát nó lại mỏng mỏng như thế này nè ha. Thành một miếng cho vừa ăn. Độ dày cũng vừa phải thôi, không mỏng quá cũng không dày quá. Bây giờ mình sẽ bóp với nước muối mình đã ngâm nè, mình bóp cho nó mềm ra một chút rồi mình sẽ xả lại nước lạnh. Rồi mình sẽ đổ phần mung đúng bóp qua nước muối lúc nãy nè, mình vào nước lạnh mình sẽ rửa sạch lại hai nước nữa rồi mình có thể đem vô chế biến được. Rửa lại nước cuối nha cả nhà. Đây là rổ mung đúng mà sau khi mình đã rửa sạch rồi nha cả nhà. Đây là phần thịt ếch đồng cả nhà, mình đã mua về và mình đã rửa thật là sạch qua nước muối giấm. À, mình đã cắt ra miếng vừa ăn luôn. Đây, phần đùi riêng, phần mình của nó mình cắt riêng ra luôn như thế này. Bây giờ thì mình sẽ bầm cái phần xả ớt ra để lát mình vô mình xào thịt ớt luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành ướp gia vị cho phần thịt ớt. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây 2/3 phần xả bầm, chừa lại một phần để lát mình phi thơm. Cho tiếp vào đây 1 muỗng đường, nửa muỗng muối, 1 muỗng bột ngọt,
một muỗng bột nêm, cho tiếp vào đây khoảng một muỗng nước mắm, xiêu xay cho nó thơm nha. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều cái phần thịt ớt này lên và để cho thịt ớt thấm gia vị trong khoảng 10 phút. Bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành ta nấu. Bây giờ mình sẽ tiến hành xào phần thịt ớt. Trước tiên là mình sẽ cho tỏi và củ hành tím băm nhỏ vào trong phần dầu đã được đun sôi. Cho luôn cái phần sả lúc nãy chúng ta chừa lại vào đây luôn. Đây là thịt ớt mà mình đã ướp sau khoảng gần 10 phút á. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái phần tỏi thơm của mình đã phi trên bếp nha. Mình sẽ xào đều bên thế này và khi thịt nó săn lại thì chúng ta sẽ cho thêm vào đây một chút nước. Mình sẽ đảo đều lên cho phần thịt ớt nó chín nha cả nhà. Thịt nó bây giờ bắt đầu săn lại rồi nè. Còn đây là mung đúng mình đã rửa sạch rồi, bây giờ phần thịt ớt của mình nó trên bếp nó đã sắp chín rồi. Mình sẽ cho mung đúng vào tại vì mung này nó cũng rất là nhanh chín nha, mình không cần phải cho vào sớm đâu. Cho mung vào nha. Ra trộn đều lên. Một lát nữa là phần mung này nó chín nó sẽ xẹp xuống nha. Còn đây là món khoái khẩu của cô Đông nhà mình nha cả nhà. Đây là món thịt heo kìa xá xíu. Vì em ấy rất là thích ăn thịt mỡ cho nên là mình kho cái phần mỡ nó tương đối là hơi nhiều nè cả nhà. Như vậy là sau một lúc mình đun trên lửa thì cái phần môn của mình nó đã xẹp xuống rồi đó cả nhà. Và phần khi phần môn nó xẹp xuống thì nước môn nó ra rất là nhiều và nước này rất là ngọt luôn nha. Bây giờ thì nó đã chín rồi, mình sẽ cho cái phần củ hành lá mình sắt cho vào đây, cắt thêm một ít tiêu nữa là chúng ta có thể dùng món ăn này rồi. Đây là cái phần thịt heo sốt khìa xá xíu của bạn Nhật Đông nhà mình nha cả nhà. Mình sẽ cắt ra cho bạn ấy ăn cơm trưa nè. Bữa ăn trưa của bạn ấy đó. Cả nhà thấy cái phần thịt heo của mình rất là nhiều mỡ luôn đúng không? Đó, vì sở thích của bạn Đông nhà mình là ăn thịt mỡ như thế này nè. Chứ bạn ấy không có thích ăn thịt nạc nhiều. Bạn ấy chê thịt nạc cứng, mỡ thì nó béo mà nó ngon. Cho nên là mình kìa lúc nào mình cũng mua những cái cục thịt nhiều mỡ hết á. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành cái dĩa thức ăn cho bạn Nhật Đông buổi trưa hôm nay rồi. Cuối cùng là mình sẽ cho một phần nước sốt của xá xíu đều lên trên thịt cho nó thấm vào trong thịt. Đó, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Rồi. Rồi, cuối cùng là mình sẽ cho phần mung đúng xào ớt ra tô và chuẩn bị thưởng thức bữa cơm trưa thôi. Mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ăn cơm với gia đình Sen Hồng TV trưa hôm nay nha. Mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Mời ông bà, cô chú ăn cơm con. Giỏi dữ người ta, Nhật Đông giỏi dữ hả? Rồi con ăn đi. Ăn miếng thịt ở giữa chứ. Đã không? Mỗi cái mẹ làm ngon không? Ngon. Cho cảm nhận không? Cảm nhận. Ngon ghê á. Cảm giác thế nào? Thịt bà Nhật Đông nè, bà gấp cho con nha. Dạ, béo. Nè, đưa ra. Béo đã không? Dạ. Rồi. Mình sẽ ăn ớt. Ớt đi. Trước tiên ăn một mời mời cả nha. Nhà ăn cả nhà. Đúng coi nó ngọt. Không ngọt là ngon. Một đúng. Một đúng tự nhiên luôn ngọt ha. Đâu ăn đâu ăn bông đúng rồi. Không. Cứ chuẩn cười đó. Dạ không.
con trang nước không? Trang nước không? Đã. Nhảy này. Nhảy. Rồi. Làm mấy trình mở nha. Cô bạn nhập lắm. Ngon khó thưởng. Gió quá đi. Cây nào? Cây lung la chưa nè. Nó lung la thằng cây nó rất đậu. Mày à. Thôi, làm miếng nước sâm nha. Đông uống nước sâm được không? Dạ không. Dạ, dạ không. Mà. Vậy hoài mà bạn Đông cứ quên hoài. Nói chuyện người lớn phải dạ thưa trước nhưng còn. Nha. Dạ biết rồi. Ừ. Làm miếng thịt có xíu con nha. Dạ. Bé dữ không? Bé ngại. Trong bữa nay mình nóng hay nhẹ nhẹ chút xíu. Đây, mời cả nhà làm cái đùi như mình nha. Đó, các bạn thấy không? Đùi đã không? Chấm vô. Gió mà ngày mà ngồi nữa. Nay tự tắm được không? Tự tắm được. Lớn. Lớn. Tự lập đó. Con ăn đi. Mình lọc con cho con à. Con tự ăn sao? Cạp đi. Cạp đi con, tự cạp đi. Anh chơi miếng này. Bự khổng lồ. Wow, khổng lồ. Này, ăn một miếng này hay mà cho tới ngày tháng nữa. Ê, dạ cứu thanh long đỏ. Cứu thanh long cục đỏ nha cả nhà, rất là rẻ luôn á. Có thanh long bự như thế này thì 7.000, thanh long nhỏ hơn thì 5.000. Ừ. Vô nè, thanh long đỏ nè, dạ cứu thanh long đỏ. Chụp bộ hình kỷ niệm luôn. Rồi, rút. Ngon. Ngọt hơn hôm bữa. Đây. Ba mẹ mới ăn đây mà hết nửa miếng rồi. Đúng rồi nè. Giống con mèo nè. Giống mèo bờm á. Ừ. Kẻ ăn con lộn nha. Con cắn nó khỏi ấy. Khỏi dính miệng. À, đừng bôi. Ba dính, còn ba dính là con chó kìa. Mẹ ba dính con chó kìa. Mày không cạp vậy. Chỉ có ông Trình ăn xui á. Lộn ăn xui à. Đấy. Ăn chưa? Ừ. Đó. Thì vậy là nó mới thành thành mèo. Ăn kiểu kia cạp thành mèo. Ăn kiểu kia thành con mèo đáng chịu nha. Con này nữa hay sao? Này nó ba ăn luôn hay sao? Ăn quá. Con luôn. Con ba đi con nhỏ đâu ăn muốn bự. Cái này bự lắm. Cho ăn này nào ăn nữa chưa bà trẻ chắc khác ăn. Nha. Dạ. Bạn hết đi bà. Bự bứt đi. Bạn đi. Nó quá. Mấy ngày ha là ba ăn luôn là nó tới cả đời. Đã đời mới kêu ăn cơm. Như vậy là gia đình của Sen Hồng TV đã ăn xong bữa cơm trưa rồi nha cả nhà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.